Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô chào chúng ta lại bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn 8. Phân môn tập làm văn, tiết 43-44. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh, phương pháp thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh. Mục tiêu cần đạt. Cô sẽ giúp các em hiểu được vai trò, vị trí và đặc điểm của văn bản thuyết minh trong đời sống con người. Nhận rõ yêu cầu của phương pháp thuyết minh. Hiểu cách làm bài văn thuyết minh. Chỉ cần biết quan sát, tích lũy tri thức và trình bày có phương pháp là được. Trước khi vào bài mới, cô trò ta cùng điểm lại những kiến thức ở bài cũ. Ở những lớp dưới, các em đã được học một số phương thức biểu đạt. Ở lớp 6, đó là hành chính công vụ, là tự sự, là miêu tả, và lớp 7, là biểu cảm, nghị luận. Và phương thức mới hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em, đó là văn thuyết minh. Các em thân mến, trong cuộc sống, khi ta cần mua một chiếc tivi, nhà sản xuất thường kèm theo bản hướng dẫn để ta hiểu tính năng, cấu tạo, cách sử dụng, cách bảo quản. Hay đi tham quan một danh lam thắng cảnh, trước cổng vào sẽ có bản ghi lời giới thiệu lai lịch, sơ đồ thắng cảnh. Và khi cầm một quyển sách, bìa phía sau sẽ giới thiệu tóm tắt nội dung. Tất cả đều là văn bản thuyết minh. Như vậy, trong đời sống hàng ngày, không lúc nào ta thiếu được các văn bản thuyết minh. Và kiểu văn bản này lần đầu tiên tại Việt Nam được đưa vào chương trình trung học cơ sở. Vậy hôm nay, cô trò chúng ta cùng đi vào tìm hiểu văn thuyết minh, phương pháp cũng như cách làm bài văn thuyết minh. Giờ đây, các em cùng cô mở sách giáo khoa trang 114-115. Văn bản A, cây dừa, Bình Định. Cây dừa gắn bó với người dân Bình Định chặt chẽ như cây tre đối với người dân miền Bắc. Cây dừa cống hiến tất cả của cải của mình cho con người. Thân cây làm mén, lá làm tranh, cọng lá trẻ nhỏ làm phách, gốc dừa già làm chõ đồ xôi. Nước dừa để uống, để kho cá, kho thịt, nấu canh, làm nước mắm. Cùi dừa ăn sống với bánh đa, làm mứt, làm bánh kẹo. Ép lấy dầu, dùng để thắp, để ăn, để chảy đầu, nấu xà phòng. Sọ dừa làm khuy áo, làm gáo, làm môi. Vỏ dừa bện dai rất tốt đối với người dân đánh cá, vì nó mềm, dẻo, dai, chịu mưa, chịu nắng. Cây dừa gắn bó với đời sống hàng ngày là như thế đấy. Dân Bình Định có câu ca dao: dừa xanh sừng sững giữa trời, đem thân mình hiến cho đời thủy chung. Ở Bình Định, dừa là chủ yếu, dừa là tất cả. Dừa ở đây như rừng, dừa mọc ven sông, men bờ ruộng, leo sườn đồi, rải theo bờ biển. Trên những chặng đường dài suốt 50-60 km, chúng ta chỉ gặp cây dừa. Dừa sim thấp lè tè, quả tròn, nước ngọt. Dừa nếp lơ lửng giữa trời, quả vàng xanh mơn mởn. Dừa lửa, lá đỏ, vỏ hồng. Theo Hoàng Văn Huyền, những mẫu chuyện địa lý. Các em vừa đọc cùng cô. Giờ đây, chúng ta quan sát, nghe giảng và ghi chép vào vở bài học. Một la mã, vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyết minh. Một nhỏ, văn bản thuyết minh trong đời sống của con người. Với ví dụ A, cây dừa Bình Định, ta thấy đã trình bày ích lợi của cây dừa. Thật sự lợi ích này gắn với đặc điểm của cây dừa mà các loại cây khác không có. Tất nhiên, cây dừa Bến Tre
hay nơi khác cũng có ích lợi như thế. Nhưng đây là giới thiệu riêng về cây dừa Bình Định, gắn bó với người dân Bình Định. Chúng ta lại tiếp tục sang ví dụ B. Tại sao lá cây có màu xanh lục? Lá cây có màu xanh lục vì các tế bào của lá chứa nhiều lục lạp. 1 mm lá chứa 40 vạn lục lạp. Trong các lục lạp này có chứa một chất gọi là diệp lục, tức là chất xanh của lá. Ánh sáng trắng của mặt trời gồm 7 màu: tím, chàm, lam, lục, vàng, cam, đỏ. Sở dĩ chất diệp lục có màu xanh lục vì nó hút các tia sáng có màu khác, nhất là màu đỏ và màu lam, nhưng không thu nhận màu xanh lục và lại phản chiếu màu này. Do đó, mắt ta mới nhìn thấy màu xanh lục. Nếu ta chiếu chất diệp lục của lá cây bằng một nguồn sáng màu đỏ, chất này sẽ thu nhận tất cả các tia màu đỏ. Nhưng vì không có tia sáng màu xanh lục để phản chiếu lại, nên kết quả ta nhìn vào lá cây chỉ thấy một màu đen sì. Như vậy, lá cây có màu xanh là do chất diệp lục trong lá cây. Theo Vũ Văn Chuyên, hỏi đáp về thực vật. Vậy ở văn bản tại sao lá cây có màu xanh lục? Ta thấy giải thích về tác dụng của chất diệp lục làm cho người ta thấy lá cây có màu xanh. Các em lại cùng cô tìm hiểu ví dụ C, Huế. Huế là một trong những trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của Việt Nam. Huế là một thành phố đẹp. Huế đẹp của thiên nhiên Việt Nam, Huế đẹp của thơ, Huế đẹp của những con người sáng tạo, anh dũng. Huế là sự kết hợp hài hòa của núi, sông và biển. Chúng ta có thể lên núi Bạch Mẹ để đón gió biển. Từ đèo Hải Vân Mây Phủ, chúng ta nghe tiếng sóng biển rì rào. Từ đây buổi sáng, chúng ta có thể lên Trường Sơn, buổi chiều tắm biển Thuận An và ban đêm ngủ thuyền trên sông Hương. Huế đẹp với những cảnh sắc sông núi. Sông Hương đẹp như một dải lụa xanh bay lượn trong bàn tay nghệ sĩ múa. Núi Ngựa Bình như cái yên ngựa nổi bật trên nền trời trong xanh của Huế. Chiều đến, những chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt trên dòng nước hiền dịu của sông Hương. Những mái chèo thong thả buông, những giọng hò Huế ngọt ngào bay lượn trên mặt sóng, trên những ngọn cây thanh trà phượng vĩ. Huế có những công trình kiến trúc nổi tiếng được Liên Hợp Quốc xếp vào hàng di sản văn hóa thế giới. Huế nổi tiếng với các lăng tẩm của các vua Nguyễn, với chùa Thiên Mụ, chùa Trúc Lâm, với đài Vọng Cảnh, điện Hòn Chén, chợ Đông Ba. Huế được yêu vì những sản phẩm đặc biệt của mình. Huế là thành phố của những mảnh vườn xinh đẹp, những vườn hoa, cây cảnh. Những vườn chè, vườn cây ăn quả của Huế xanh mướt như những viên ngọc. Những chiếc nón Huế càng làm cho các cô gái Huế đẹp hơn, duyên dáng hơn. Huế còn nổi tiếng với những món ăn mà chỉ riêng Huế mới có. Huế còn là thành phố đấu tranh kiên cường. Tháng 8 năm 1945, Huế đã đứng lên cùng cả nước, chế độ phong kiến ngàn năm sụp đổ dưới chân thành Huế. Huế đẹp và thơ đã đi vào lịch sử của những thành phố anh hùng. Dẫn theo tiếng Việt thực hành. Ở văn bản Huế, đã giới thiệu Huế như là một trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của Việt Nam, với những đặc điểm tiêu biểu riêng của Huế. Vậy, các em thường gặp các loại văn bản đó ở đâu? Chúng ta thấy. Chúng ta gặp ở tất cả các nơi trong đời sống của con người. Vậy thì hãy kể thêm một vài văn bản cùng loại mà em biết. Vừa rồi các em vừa học văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000, cũng là một trong những ví dụ tiêu biểu.
Giờ đây, cô trò chúng ta cùng bước vào đặc điểm chung của văn bản thuyết minh. Vậy ở cả ba ví dụ, chúng ta thấy thứ nhất, văn bản thuyết minh là trình bày đặc điểm tiêu biểu của sự vật và hiện tượng. Cô có ví dụ, ở cây dừa Bình Định, thì cây dừa từ thân cây, lá cây đến nước dừa, cùi dừa, sọ dừa đều có ích cho con người, cho nên nó gắn bó với cuộc sống của người dân. Và ở lá cây có chất diệp lục, cho nên nó có màu xanh lục. Ở Huế, đó là một thành phố có cảnh sắc, sông núi hài hòa, có nhiều công trình văn hóa, nghệ thuật nổi tiếng, có nhiều vườn hoa cây cảnh, món ăn đặc sản đã trở thành trung tâm văn hóa lớn của nước ta. Vậy cả ba văn bản nào cũng trình bày đặc điểm tiêu biểu của đối tượng thuyết minh. Vậy, ở các văn bản trên, ta có thể xem là văn bản tự sự hay miêu tả, nghị luận, biểu cảm hay không? Và tại sao chúng khác với các văn bản ấy ở chỗ nào? Vậy thì đầu tiên, chúng ta sẽ nhận diện văn bản tự sự là trình bày một sự việc, có diễn biến, có nhân vật. Vậy thì ở đây các nội dung đó có không? Thưa không. Và văn bản miêu tả thì trình bày chi tiết cụ thể cho ta cảm nhận được sự vật, con người. Ở cả ba văn bản này có không? Thưa không. Bởi vì ở đây chủ yếu là làm cho người ta hiểu về đối tượng. Và văn nghị luận là trình bày ý kiến, luận điểm. Vậy thì ở cả ba văn bản này có luận điểm hay không? Thưa không. Ở đây chỉ có kiến thức. Vậy, đó là kiểu văn bản khác so với các kiểu văn bản trên. Vậy, từ các văn bản thuyết minh về đối tượng, bằng những phương thức nào? Như các em vừa tìm hiểu khi nãy, có ba phương thức cụ thể, đó chính là giới thiệu, là giải thích và là trình bày. Các em lưu ý, ta có thể thấy được văn bản thuyết minh có nhiệm vụ là cung cấp tri thức khách quan về sự vật để giúp con người có thể hiểu biết về sự vật một cách đúng đắn, đầy đủ. Và đây cũng chính là đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt kiểu văn bản này với các kiểu văn bản khác. Và nếu đã là tri thức, thì người làm không thể hư cấu, bịa đặt, tưởng tượng hay suy luận mà làm được. Nghĩa là tri thức phải phù hợp với thực tế và không đòi hỏi người làm phải bộc lộ cảm xúc cá nhân chủ quan của mình. Người viết phải tôn trọng sự thật và không vì lòng yêu ghét của mình mà thêm thắt cho đối tượng. Chính vì vậy, văn thuyết minh có tính chất thực dụng, cung cấp tri thức là chính và không đòi hỏi bắt buộc người khác. Cho người đọc hoặc người nghe thưởng thức cái hay, cái đẹp như một tác phẩm văn học. Mà tuy nhiên, nếu viết có cảm xúc, biết gây hứng thú cho người đọc thì vẫn tốt. Cô ví dụ, khi chúng ta giới thiệu một loài hoa hay một loài vật, thì chúng ta có thể bắt đầu bằng việc miêu tả vẻ đẹp của hoa hay gợi cảm xúc về loài hoa ấy. Và ngôn ngữ trong văn thuyết minh phải chuẩn xác, rõ ràng và ngắn gọn. Các em cùng cô vừa tìm hiểu về văn thuyết minh cũng như đặc điểm chung. Chúng ta cùng đọc lại ghi nhớ sách giáo khoa trang 117.
Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu và giải thích. Tri thức trong văn bản thuyết minh đòi hỏi khách quan, xác thực và hữu ích cho con người. Văn bản thuyết minh cần được trình bày chính xác, rõ ràng, chặt chẽ và hấp dẫn. Giờ đây, chúng ta cùng bước sang phần 2 La Mã, tìm hiểu các phương pháp thuyết minh. Các em cùng cô mở sách giáo khoa. Trang số 126. Phương pháp thuyết minh chúng ta gồm có các phương pháp sau. Thứ nhất là phương pháp nêu định nghĩa giải thích. Như các em đã biết, phương pháp thuyết minh là một vấn đề then chốt của bài văn thuyết minh. Khi các em nắm được phương pháp thuyết minh, là chúng ta phải ghi nhận thông tin như thế nào, lựa chọn số liệu ra sao để thuyết minh một sự vật, một hiện tượng. Và nếu hiểu cấu tạo của sự vật thì phải trình bày sự vật theo thành phần cấu tạo. Còn nếu hiểu sự vật theo quá trình hình thành của nó thì phải trình bày theo quá trình đó từ trước cho đến sau. Và nếu là sự vật có nhiều bộ phận và phương diện, thì lần lượt trình bày từng bộ phận, từng phương diện cho đến hết. Tức là chúng ta sẽ trình bày theo trình tự đặc trưng của bản thân sự vật. Vậy thì phương pháp thứ nhất, như cô vừa nói, đó là phương pháp nêu định nghĩa giải thích. Các em cùng đọc trong sách giáo khoa. Huế là một trong những trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của Việt Nam. Nông Văn Vân là tù trưởng dân tộc Tày, giữ chức Tri Châu Bảo Lạc, Cao Bằng. Vậy trong các câu văn trên, ta thường gặp từ gì? Và sau từ ấy, người ta cung cấp một kiến thức như thế nào? Vậy thì chúng ta dễ dàng nhận ra, ở cả hai ví dụ trên đều có từ là. Các em gạch dưới từ là trong sách giáo khoa. Và sau từ ấy là người ta cung cấp một kiến thức làm rõ đối tượng phía trước. Vậy thì, ở phương pháp nêu định nghĩa giải thích, người định nghĩa phải xác định được đối tượng thuộc loại sự vật hiện tượng gì và chỉ ra đặc điểm nổi bật của đối tượng trong loại sự vật hiện tượng ấy. Ở đây từ là biểu thị sự phán đoán. Vậy thì tác dụng, vai trò, đặc điểm của câu văn nêu định nghĩa giải thích trong văn bản thuyết minh đó là giúp người đọc hiểu rõ về đối tượng hơn. Cô có một ví dụ khác. Nếu như cô hỏi các em sách là gì, thì các em sẽ có nhiều cách để nêu định nghĩa và giải thích. Ví dụ, thưa cô, sách là đồ dùng học tập thiết yếu đối với học sinh. Thưa cô, sách là một người bạn, vân vân. Các em có nhiều cách, nhưng nhớ phải chỉ ra đặc điểm riêng, nổi bật của sự vật ấy. Chúng ta bước sang phần 2, phương pháp liệt kê. Nêu ví dụ và số liệu. Cô có ví dụ. Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng sói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc nghẽn các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Và bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. Và một ví dụ sử dụng phương pháp liệt kê. Cây dừa cống hiến tất cả của cải của mình cho con người. Thân cây làm máng, lá làm tranh, cọng lá trẻ nhỏ làm phách,
gốc dừa già làm chõ đồ xôi, nước dừa để uống, để kho cá, kho thịt, nấu canh, làm nước mắm. Vậy ở đây chúng ta nhận ra với phương pháp liệt kê thì kể ra các thuộc tính và biểu hiện cùng loại để giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn, cụ thể hơn về đối tượng. Và phương pháp nêu ví dụ dùng số liệu cô vừa đọc khi nãy, bài thông tin về ngày trái đất năm 2000. Chúng ta thấy bài văn nhật dụng này đã sử dụng một số ví dụ và số liệu để cho thấy được mức độ tác hại của bao bì ni lông đối với môi trường. Vậy tác dụng của ví dụ là làm cho vấn đề trừu tượng sẽ trở nên cụ thể, dễ nắm bắt và có sức thuyết phục. Ví dụ đó cũng làm cho người đọc sẽ dễ liên hệ đến thực tế và cho nên cảm nhận về vấn đề sẽ sâu sắc hơn. Vậy thì ngoài ví dụ ấy, cô có thể cho các bạn một ví dụ khác có dùng số liệu để khẳng định độ chính xác của sự việc. Đó chính là khi nhắc đến Lạc Sơn ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, thì người ta nói có một tượng Phật lớn cao 71 mét, vai rộng 24 mét, và trên mu bàn chân tượng có thể đổ được 20 chiếc xe con. Vậy thì chúng ta sẽ hình dung được quy mô thật là to lớn của tượng Phật. Đây chính là cái bức tranh tượng Phật mà cô vừa nói đến. Ví dụ, chúng ta sang phương pháp so sánh. Biển Thái Bình Dương chiếm một diện tích lớn gần bằng 3 đại dương khác cộng lại và lớn gấp 14 lần diện tích Bắc Băng Dương là đại dương bé nhất. Vậy thì khi nhắc đến phương pháp so sánh, đây cũng là một phương pháp được sử dụng rất phổ biến. Vậy thì cô cũng có một ví dụ khác để các bạn có thể thấy gần gũi hơn. Đó là cô có thể nhờ các bạn so sánh cờ vua và cờ tướng. Vậy thì nếu bạn nào biết chơi thì chúng ta dễ dàng nhận ra. Và nếu bạn nào chưa biết chơi giống như cô chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể dựa trên cái tên của lại cờ, mình có thể nói: thưa cô, cờ vua và cờ tướng đều có những quân cờ, bàn cờ, người chơi. Và cờ tướng, người đứng đầu là tướng, cờ vua, người đứng đầu là vua, là đối với cô và những bạn không biết chơi sẽ hiểu phiến diện như thế. Nhưng nếu với những bạn biết chơi, chúng ta sẽ thấy cờ vua và cờ tướng đều dùng quân tướng đứng đầu, chia hai phe đối mặt với nhau. Tướng và vua khi đã bị chiếu tướng thì đều là thua. Nhưng cờ vua khác với cờ tướng là con vua có uy lực mạnh mẽ. Khi cờ tàn, nó có thể một mình ra trận giết đối phương. Còn tướng trong cờ tướng thì chỉ được đi loanh quanh trong cung cấm. Vậy thì với phương pháp so sánh sẽ giúp người đọc hiểu từng mặt của đối tượng đến hiểu toàn diện. Và mình sang phương pháp cuối cùng, đó là phương pháp phân loại và phân tích. Ở đây, cô có thể cho các bạn thấy được một sự vật thì nó thật sự là đa dạng và có nhiều cá thể. Vậy thì khi ta phân loại để trình bày cho rõ ràng, bởi một đối tượng sẽ có nhiều bộ phận, nhiều mặt, thì ta phân ra từng bộ phận, từng mặt để trình bày lần lượt, thì ta có thể thuyết phục được người khác. Ví dụ như cô nói đơn giản, các em đã đừng biết, đó là trong câu sẽ bao gồm câu đơn và câu ghép. Trong câu ghép sẽ có câu ghép đảo lập và câu ghép chính phủ, vân vân. Vậy thì phương pháp phân loại phân tích sẽ giới thiệu đối tượng cụ thể hơn, giúp cho người đọc rõ ràng, hiểu rõ hơn. Chúng ta vừa tìm hiểu xong
các phương pháp thuyết minh. Vậy thì các em thấy, để bài văn thuyết minh có sức thuyết phục, dễ hiểu, sáng rõ, người ta có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp thuyết minh như nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, phân tích và phân loại. Giờ đây mình sang phần ba la mã, cách làm một bài văn thuyết minh. Các em lại cùng cô mở sách giáo khoa. Ở trang số 138, chúng ta có đề bài xe đạp. Các em cùng cô quan sát trong sách giáo khoa. Có một thời, xe đạp là phương tiện giao thông cá nhân chủ yếu của người Việt Nam. Xe đạp là phương tiện giao thông giản tiện chuyển động nhờ sức người. Xe đạp do nhiều bộ phận tạo thành. Chủ yếu là hệ thống truyền động, hệ thống điều khiển và hệ thống chuyên chở. Hệ thống truyền động gồm khung xe, bàn đạp, trục giữa, ổ bi giữa, dây xích, đĩa, ổ liếp, hai trục, ổ bi và hai bánh trước sau. Người đi xe đạp ngồi lên xe. Chân đạp bàn đạp làm trục xe chuyển động. Đĩa chuyển động kéo dây xích làm chuyển động ổ liếp và bánh sau, tạo lực đẩy cho xe tiến về phía trước. Đĩa răng cưa có đường kính lớn hơn đường kính ổ liếp. Số răng cưa của nó nhiều gấp hơn 2 lần số răng cưa của ổ liếp. Khi đĩa chuyển động một vòng, thì ổ liếp chuyển động hơn 2 vòng. Ổ liếp chuyển động làm bánh xe chuyển động theo. Đường kính bánh xe thường là 650mm hay 700mm, gấp 10 lần đường kính ổ liếp. Như vậy, ổ liếp quay một vòng thì bánh xe đã lăn được một quãng dài. Ổ liếp quay nhanh sẽ làm xe chạy nhanh. Lúc đầu, bánh xe làm bằng gỗ, khi chạy xe xóc rất dữ. Ngày nay, người ta làm bánh xe bằng cao su, lớp ở ngoài, sâm ở trong. Khi bơm đủ hơi, có lực đàn hồi, xe chạy ít xóc hẳn. Hệ thống điều khiển gồm ghi đông, có hai tay cầm xoay được qua cổ xe, có ổ bi nhằm lái cho bánh xe trước đi theo một phương hướng mong muốn. Hai cái phanh lắp hai đầu tay cầm điều khiển cho tốc độ xe khi đang chạy nhanh có thể chậm lại. Hai tay cầm ở ghi đông vừa là tay lái vừa là chỗ nắm để giữ cho người đi xe ngồi vững trên xe. Bộ phanh gồm tay phanh, dây phanh truyền sức ép xuống, càn phanh làm cho má phanh ép vào hai bên vành xe, tạo thành lực ma sát, làm giảm tốc độ chuyển động của bánh xe, và xe chạy chậm lại hoặc đứng hẳn lại khi cần thiết. Nhờ bộ phanh mà người đi xe có thể dừng xe theo ý muốn. Hệ thống chuyên chở gồm yên xe và dàn đèo hàng hoặc giỏ đựng. Yên xe lắp ở trên khung xe là chỗ ngồi của người đi xe. Dàn đèo hàng lắp ở phía sau yên, dựa trên trục bánh xe sau, có thể chở được khá nhiều hàng. Có khi, người ta lại lắp bộ phận chở hàng ở phía trước, dựa trên trục bánh xe trước. Ngoài các bộ phận chính như trên, xe đạp còn có cái chắn xích và hai cái chắn bùn lắp trên bánh sau và bánh trước. Có đèn xe lấy nguồn điện từ dynamo lắp ở trước càn xe và đèn tín hiệu lắp ở phía sau. Có thể có chuông lắp gần chỗ tay cầm. Xe đạp là phương tiện giao thông rất tiện lợi trong kiệt ly ngắn như trong làng, trong thành phố nhỏ. Xe đạp chuyển động không gây ô nhiễm.
Đi xe đạp là một cách vận động cơ thể như một hoạt động thể thao. Hiện nay, xe máy quá nhiều, có cơ lấn lướt xe đạp, vừa gây ách tắc giao thông, vừa gây ô nhiễm môi trường. Trong tương lai, khi phương tiện giao thông công cộng phát triển, xe đạp vẫn là phương tiện giao thông cá nhân không thể thiếu, vừa sạch sẽ, vừa tiện lợi. Đây là một bài làm của học sinh. Vậy thì khi đọc xong, các em dễ dàng trả lời các câu hỏi sau. Đối tượng thuyết minh của bài văn này đó là gì? Thơ đó là xe đạp. Các em cũng dễ dàng chỉ ra mở bài, thân bài, kết bài và cho biết nội dung của mỗi phần. Mở bài là từ có một thời cho đến sức người, giới thiệu khái quát về xe đạp. Thân bài là từ xe đạp cho đến hoạt động thể thao, là thuyết minh về xe đạp. Và kết bài là phần còn lại, vị trí của xe đạp trong đời sống của người Việt Nam và trong cả tương lai. Vậy để giới thiệu về chiếc xe đạp, bài viết đã trình bày cấu tạo chiếc xe như thế nào? Xe gồm mấy bộ phận? Các bộ phận đó là gì? Các bộ phận ấy được giới thiệu theo thứ tự nào? Có hợp lý không? Vì sao? Vậy thì các em thấy với cái đề bài này nó sẽ khác với đề miêu tả ở chỗ. Vì nếu đề miêu tả thì phải miêu tả một chiếc xe đạp cụ thể. Ví dụ, đó là chiếc xe đạp của mẹ hay của bố hay của em. Và xe đạp màu gì? Xe của nam hay là của nữ? Xe Việt Nam hay là nước ngoài? Nhưng với đề thuyết minh thì yêu cầu trình bày xe đạp như một phương tiện giao thông chủ yếu. Và do đó, khi chúng ta trình bày cấu tạo và tác dụng của loại phương tiện này. Rồi, các em cùng quan sát hình ảnh, một số hình ảnh của xe đạp và chúng ta sẽ thấy cấu tạo xe đạp dựa trên hệ thống truyền động, hệ thống điều khiển và hệ thống chuyên chở. Và tất cả đều trình bày rất hợp lý vì chia một sự vật thành các bộ phận tạo thành rồi lần lượt giới thiệu. Vậy thì khi hỏi phương pháp sử dụng ở đây đó chính là phương pháp phân tích. Vì khi chúng ta dùng phương pháp phân tích thì ta sẽ chia sự vật ra thành các bộ phận tạo thành để lần lượt giới thiệu. Và nếu như cô sẽ trình bày theo lối liệt kê, cô nói ví dụ xe đạp có khung xe, có bánh xe, có càm xe, có xích, có líp, có đĩa, có bàn đạp, thì chắc chắn không thể nói được cơ chế hoạt động của xe đạp. Do vậy, chúng ta phải dùng phương pháp phân tích. Các em thân mến, cô và các em cũng vừa tìm hiểu xong về cách làm một bài văn thuyết minh như thế nào. Giờ đây các em cùng cô tổng kết lại ở ghi nhớ sách giáo khoa trang 140. Để làm một bài văn thuyết minh, ta cần tìm hiểu kỹ đối tượng thuyết minh và xác định rõ phạm vi tri thức về đối tượng đó. Và khi sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp, ngôn từ phải chính xác, dễ hiểu. Và bố cục một bài văn thuyết minh thường có 3 phần, đó là mở, thân và kết. Ở mở bài là giới thiệu đối tượng thuyết minh. Ở thân bài là trình bày cấu tạo, các đặc điểm, lợi ích của đối tượng. Và phần kết bài đó là bày tỏ thái độ đối với đối tượng. Giờ đây để hiểu cẩn thận hơn, kỹ hơn bài mà chúng ta vừa tìm hiểu, chúng ta cùng bước sang phần 4 la mã luyện tập. Ở bài tập 1 và 2 trong sách giáo khoa trang 140, 141 về chiếc nón lá Việt Nam, thì chúng ta thấy đã được chỉ rõ rất rõ, do vậy các em sẽ tham khảo thôi. Ví dụ, chúng ta sẽ mở bài nêu một định nghĩa về chiếc nón lá Việt Nam. Chắc chắn các bạn sẽ bật cười và nói dễ quá cô.
Nón lá Việt Nam là một chiếc nón được làm bằng lá. Đơn giản nha. Vậy thì hình dáng chiếc nón như thế nào? Các em cũng dễ dàng nhận ra. Thưa cô, nó hình chóp ạ. Nón được làm bằng nguyên liệu gì? Này các em sẽ cần tìm hiểu. Ở đây, cô sẽ giới thiệu. Có thể nón được làm bằng lá buông, hái ở trên rừng về, sau đó họ sẽ phơi khô. Ngoài ra, còn có thể dùng lá bàn. Hiện nay là lá bàn và lá sen cũng được sử dụng rất nhiều khi các nghệ nhân vận dụng vào làm chiếc nón lá. Cách làm nón ra sao? Được sản xuất ở đâu? Và vùng nào nổi tiếng? Các em thấy để làm nón, ngoài lá, chúng ta còn có những cái khung hình chóp gồm có bao nhiêu kèo và trên kèo gồm có những cái nấc để chúng ta xỏ khung vào. Rồi chúng ta cần có tre để làm những vật dụng này, cần có chỉ cước để chúng ta chầm vào và cần có vải để chúng ta trang trí vân vân. Vậy thì vùng nổi tiếng nhất như chúng ta biết đó là nón Huế thì ở Phú Cam, nón ở Hà Tây đó là làng Chuông rất nổi tiếng. Đây là một chiếc nón lá được làm từ lá bàn của nghệ nhân ở Huế. Một chiếc nón lá được làm từ lá sen. Và các em thấy nón có tác dụng như thế nào trong cuộc sống của người Việt Nam? Như chúng ta đã biết, đó là nón có thể che nắng, che mưa, có thể quạt mát trong những buổi trưa hè, vân vân. Các em có thể tìm hiểu thêm. Người ta có thể dùng nón làm quà tặng được không? Thưa được, nhất là khách nước ngoài. Họ rất là thích sử dụng nón của Việt Nam chúng ta bởi cái độ nhẹ, mát, giá thành rẻ và mang bản chất của dân tộc Việt Nam chúng ta. Em có biết một điệu múa tên là múa nón không? Nón được vận dụng trong múa nón trong nghệ thuật Việt Nam. Và nón cũng đã trở thành một biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam. Vậy phần kết bài các em sẽ cảm nghĩ về chiếc nón lá Việt Nam. Đó là những phần được gợi ý trong sách giáo khoa. Giờ cô sẽ cùng các em chúng ta thực hành một bài tập bổ sung. Cùng cô giới thiệu về chiếc bút bi. Nêu định nghĩa về chiếc bút bi, chắc chắn các em sẽ làm được. Ví dụ một bạn sẽ nói, thưa cô, em nghĩ là bút bi là một loại viết trên đầu ngòi của nó có viên bi đúng không mẹ? Dạ đúng. Vậy thì ở phần thân bài chúng ta phải nêu những đặc điểm tiêu biểu. Ví dụ là nguồn gốc bút bi là có từ lúc nào? Phân loại thì chúng ta thường thấy đó là bút bi bấm, bút bi đóng mở nắp, bút bi xoay hoặc bút bi trượt. Rồi chúng ta sẽ đến cấu tạo ngoài như thế nào và bên trong gồm có những bộ phận nào? Cơ chế hoạt động ra sao? Cách sử dụng như thế nào? Khi viết thì nhìn chúng ta phải làm như thế nào? Và khi không viết chúng ta phải như thế nào? Và cách bảo quản bút bi sẽ được nằm ở vị trí nào, để ở những nơi ra sao, để có thể là khi chúng ta để lâu bị khô mực thì chúng ta sẽ có những cách giải quyết như thế nào? Và như một số hình ảnh các em thấy, bút bi không chỉ dùng để viết, bút bi còn dùng trong các hoạt động nghệ thuật, có thể dùng để vẽ và có thể dùng làm quà biếu. Vậy đó chính là các giá trị về kinh tế cũng như văn hóa. Nhưng đây cô nói không phải một đối tượng nào cũng có giá trị văn hóa mà phải tùy vào đối tượng. Chúng ta phải lựa chọn thì mới có. Và kết bài đó là cảm nghĩ về bút bi. Các em thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong bài học. Giờ đây các em về nhà sẽ xem lại bài và xem trước bài luyện nói thuyết minh một thứ đồ dùng, câu hỏi ở trong sách giáo khoa trang 144 và 145. Các em thân mến, cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Cô chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Thân ái, chào các em.